Hello there, các bạn đang tự học ngữ pháp tiếng Anh trên kênh LearnXM và các bạn theo dõi chuyên đề Part of Speech là chuyên đề về loại từ, chuyên đề cơ bản nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi qua một cái video thứ 1, 2, 3, 4, 5 video về preposition hay còn gọi là giới từ. Trong video này chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung chính về giới từ và sau đó chúng ta sẽ cùng áp dụng nó trong việc viết câu như thế nào, trong việc nói như thế nào, ok? Right, bây giờ chúng ta hãy cùng vào nội dung đầu tiên, đó là preposition là gì? Trước khi chúng ta biết preposition là gì thì chúng ta phải biết đọc nó như thế nào đã. Right, preposition ha, đầu tiên các bạn đọc chữ e, sau đó đọc chữ re, sau đó chúng ta thêm chữ preposition. Preposition. Ok, preposition là giới từ. Nhưng mà thầy khuyên là các bạn không cần phải biết nó trong tiếng Việt là gì đâu. Vậy chúng ta đang học tiếng Anh thì cố gắng liên hệ mọi thứ trong tiếng Anh, nó sẽ giúp các bạn phát triển ngôn ngữ dễ dàng hơn. Ok, preposition là giới từ. Rồi, vậy thì nó làm nhiệm vụ gì trong câu? Nó làm nhiệm vụ là nó nối một cái danh từ hoặc nó nối một cái verb in, right, vào trong câu. Ok, đó là cái trách nhiệm thứ nhất của nó, là nối một cái danh từ hoặc verb in vào trong câu. Và cái trách nhiệm thứ hai của thằng preposition đó là nó sẽ bổ sung thêm nét nghĩa về thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, so sánh các thứ vào trong từ hoặc cụm từ. Ok? Hoặc là thậm chí vào câu nữa. Right. Ví dụ nha, bây giờ chúng ta có chữ go là đi, đúng nào? I go là tôi đi, là câu hoàn toàn đầy đủ rồi. Nhưng mà đi tới đâu? Thì chúng ta sẽ nói là I go to school. Tôi đi tới trường. Ok? Mình có chữ travel là đi chơi, đi du lịch các thứ. I travel là hiểu rồi, tôi đi du lịch, tôi đi chơi. Nhưng mà du lịch ở đâu? I travel to America. Right? Du lịch tới Mỹ. Chẳng hạn, she comes là cô ta đi. Cô ta đến. Đến vào lúc nào? Đến vào buổi sáng chứ. She comes in the morning. Right? Đến vào buổi sáng. Đấy thì các bạn thấy là bằng cách chúng ta có một cái danh từ, ví dụ như là school, rồi chúng ta dùng giới từ để kết nối cái chữ school đó vào trong câu, thì chúng ta sẽ bổ sung một cái nét nghĩa về nơi chốn. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta hãy điểm qua những cái giới từ mà nó gọi là phổ biến nhất nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào hai nhóm giới từ, đó là nhóm giới từ về thời gian và nhóm giới từ về nơi chốn. Nhóm giới từ về thời gian mà thầy muốn nói với các bạn thì bao gồm ba chữ thôi, là chữ in, chữ on và chữ at. Nghiên cứu sâu về nó thì có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà bây giờ thầy tạm đi như thế này nhé, đi chung như đi khái quát như thế này nhé. Chữ at dành cho nhóm thời gian ngắn nhất, ví dụ như là giây, như là phút, như là giờ thì chúng ta sẽ nói at. Ví dụ vào lúc 3 giờ sẽ là at 3. Alright, 3:30 sẽ là at 3:30. Ok, với cái nhóm đơn vị thời gian nhỏ nhất, giây, phút, giờ thì chúng ta sẽ dùng chữ at. Rồi trên đó thì chúng ta có ngày, đúng không? Thứ hai, thứ ba, thứ tư, Monday, Tuesday, Wednesday thì chúng ta sẽ có chữ on. On Monday vào ngày thứ hai, on Tuesday vào ngày thứ ba, on Wednesday vào ngày thứ tư. Ok, và lớn hơn nó nữa, chúng ta có tháng và năm thì chúng ta sẽ dùng chữ in. Right, in January vào tháng 1, in February vào tháng 2, in 1993, in 1994. Ok, rồi, đó là khái quát lắm ha. Thực ra là nó còn nhiều vấn đề nữa, nhưng mà chúng ta nhớ khái quát nó ở mức độ cơ bản thôi. Rồi, và tiếp chúng ta có nơi chốn. Nơi chốn thầy cũng nói phải in, on, at luôn. Ok, bây giờ chúng ta có in là 3 chiều, không gian 3 chiều. Right, ví dụ như các bạn ở trong một căn phòng mà có chiều dài, chiều rộng là có thêm nhà đấy, có thêm cái chiều cao, có thêm cái mái nữa, thì các bạn sẽ dùng chữ in. On dành cho không gian 2 chiều, ví dụ như là một bức tranh treo ở trên tường, tường chỉ có 2 chiều, chiều dài và chiều rộng thôi, sẽ dùng on. Cái mặt bàn có chiều dài, chiều rộng thôi, cũng sẽ dùng on. Trên cái màn hình TV cũng sẽ dùng on. Ok, rồi, ví dụ như bây giờ các bạn có là the plane. Ví dụ mình nói là I'm on the plane, có nghĩa là ở trên cái máy bay. Right, đứng trên cái máy bay. Nhưng mà I'm in the plane có nghĩa là mình ở trong cái máy bay. Nó là như vậy. Rồi, còn chữ at dùng cho một điểm ha. Ví dụ các bạn nói trên một cái bản đồ, các bạn nói ở cái điểm này. Right, hoặc là các bạn chỉ đến một cái vị trí nào đó mà các bạn nghĩ nó là một cái điểm, thì các bạn sẽ dùng chữ at. Tuy nhiên thì chữ at sẽ không dùng nhiều bằng in on đâu. Nếu các bạn không hiểu cũng không sao. Hoặc là các bạn muốn biết thêm thì các bạn có thể xuống phần comment và hỏi. Alright, ngoài ra thì còn một số cái giới từ về thời gian và nơi chốn mà nó cũng khá quen thuộc, cũng khá là phổ biến, thì thầy để nó ở link phía dưới, các bạn truy cập vào để tìm hiểu nhé. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng vào phần áp dụng.
áp dụng như thế nào đây? Các bạn nên xem lại phần noun với adjective adverb ha. Nếu các bạn nào chưa xem thì các bạn nên xem qua nó, có được cái thông tin quan trọng đến phần này ha. Cách đơn giản nhất mà để viết á là chúng ta hãy kể lại một câu chuyện. Các bạn không thích viết thì các bạn có thể nói cũng được. Chúng ta hãy cùng kể lại một câu chuyện về rùa và thỏ nha. Ở một khu rừng nọ có rùa và thỏ sinh sống. Ok. Rồi bây giờ thì chúng ta đừng có dịch in the forest has a rabbit turtle cái thứ. Nó là dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh rồi, dịch nghĩa đen rồi. Bây giờ chúng ta phải xác định ở một khu rừng nọ, đó là chỉ về nơi chốn, đúng không nè? Chỉ về nơi chốn thì vậy thì chúng ta sẽ cần đến một cái preposition giới từ chỉ nơi chốn. Right. Rùa và thỏ sinh sống thì rùa và thỏ chính là cái subject, là cái thứ thực hiện hành động. Right, sinh sống là hành động, verb. Vậy thì thầy sẽ tra từ điển forest là khu rừng, rùa, turtle, thỏ, rabbit sinh sống là live. Ok. Rồi. Khu rừng thì có chiều dài, chiều rộng là mặt đất, có luôn chiều cao, đó là cái cây nó tạo thành chiều cao, đúng không nào? Vậy thầy sẽ dùng chữ in. À. Alright. Forest thì đếm được mà nó ở số ít thì mà mình cũng không biết khu rừng nào cụ thể. Đây, các bạn xem clip đầu tiên về now thì sẽ biết điều thầy đang nói. Thật ra thầy sẽ thêm chữ ở, in a forest, xong cái cụm preposition, nơi chốn. Rồi, rùa và thỏ cũng không xác định con nào, sẽ dùng a turtle and a rabbit, sinh sống, live. Và chúng ta có câu là a turtle and a rabbit live in a forest. Bây giờ chúng ta có một câu khác là vào một sáng nọ và một buổi sáng nọ, rùa và thỏ tổ chức một cuộc đua. Cũng tương tự, vào một sáng nọ là giới từ chỉ thời gian. Right, rùa và thỏ là thứ thực hiện hành động, tổ chức là động từ, cuộc đua là object, là tức từ, là thứ mà được tổ chức, đúng không nào? Rồi, vậy thì in a morning, không xác định buổi sáng nào hết, dùng chữ in a morning. Bây giờ con rùa và con thỏ mình xác định là con nào rồi, tại mình đề cập tới phía trước rồi, phải là the rabbit and the turtle. Rồi, tổ chức, hold, một cuộc đua, chạy đua sẽ là a racing contest, cuộc đua. Ok. Rồi, nãy giờ vẫn chưa dùng adjective, dùng adverb, đúng không nào? Bây giờ chúng ta cho một câu tiếp theo để ôn về adjective và adverb đi. Con rùa chậm chạp chạy rất kiên nhẫn suốt đường đua. Rồi, suốt đường đua là giới từ chỉ nơi chốn. Ok, suốt thì chúng ta có chữ throughout. Right, con rùa thì có xác định rồi, sẽ là the total. Chậm chạp là slow, chạy là run, kiên nhẫn là patient. Bây giờ chữ patient đang bổ nghĩa cho chữ chạy, thì hãy biến nó thành adverb bằng cách thêm ly. Run patiently, chữ chậm chạp đang bổ nghĩa cho con rùa. Thành ra chúng ta cần tìm một tính từ, đó chữ slow phía trước chữ con rùa, slow turtle. Rồi, vậy chúng ta sẽ có the slow turtle runs patiently throughout the race. Ok, thì nhắc lại nha, nếu như các bạn chưa xem video về noun với adjective adverb thì các bạn nên xem những cái video về đó, thì các bạn sẽ cảm thấy những gì thầy đang nói nó dễ hiểu hơn ha. Ok, hoặc là các bạn xem lại thôi. Ok. Rồi. Vậy thì ha, các bạn cứ kiếm một cái câu chuyện cổ tích nào đó, xong rồi các bạn kiếm từ vựng về cái câu chuyện cổ tích đó, xong các bạn xác định xem cái này nó là thành phần gì, nó bổ nghĩa right cho cái gì, rồi nó đưa cái nét nghĩa về cái gì. Nó đưa nét nghĩa về nơi chốn hoặc thời gian thì dùng giới từ. Nó bổ nghĩa cho cái danh từ thì biến thành adjective, nó bổ nghĩa cho động từ thì biến thành adverb. Right, sau đó cứ sắp xếp dựa trên ngữ pháp thì cứ sắp xếp nó lại là chúng ta sẽ có một cái câu nhé. Rồi, trước khi rời đi thì các bạn hãy thử translate, cái câu này ra tiếng Anh giùm thầy nha. Con thỏ nhanh nhẩu và lười biếng đi ngủ một giấc bên gốc cây cạnh đường đua. Right? Con thỏ nhanh nhẩu và lười biếng đi ngủ một giấc bên gốc cây cạnh đường đua. Ok, thầy sẽ để từ vựng ở dưới phần description. Các bạn dựa trên từ vựng các bạn ghi ra một câu, hoặc các bạn tự tìm kiếm lấy các bạn ghi ra một câu, rồi để trên phần comment thầy sẽ sửa cho các bạn nếu sai. Right? Nếu đúng thì sẽ xả tim cho các bạn. Nếu được nữa thì các bạn thu âm nó lại để vừa luyện nói vừa luyện viết luôn, sẽ rất là hiệu quả và tuyệt vời ha. Đây là cách mà thầy hồi xưa học và thầy đã chỉ cho mẹ thầy và cả vợ thầy và đã thành công. Right. Cho nên chắc chắn nếu các bạn cố gắng thì các bạn sẽ học được thôi. Xin chào nhé và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau về Part of Speech.